nói gì đi. Nói gì giờ? Dòng người vội vàng bước qua. Ủa gì kìa? Gì? Bây giờ là mình quản sẽ đi xuống đây rồi. Bây giờ mình hai được chưa? Đây là sắp đặt. Ủa trời ơi. Mọi người có thể coi xuống đây rồi để ủng hộ lần này đang có những lần sale những giá đẹp bla bla nói cho mọi người. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vô sắp đây rồi. Bây giờ cá mình đến đây cũng như đây thôi anh em ạ. Hay là ở người cho camera quay cho mình. Mọi người có thể là đi qua về sub hero còn có thể là ủng hộ qua được like các thứ thì nói chung là ok. Đấy còn bây giờ thì mình sẽ đi lên phòng của mọi người thử nha. Hello mấy cưng. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ lên phòng của tụi mình ở trong tại mình sẽ mở cửa nhà này cho mình. Nhưng mà đây mình sẽ lên phòng row đầu tiên thì không biết room như thế nào. Đây là phòng của Siro, các bạn có thể thấy là mình chỉ quay sơ sơ thôi. Đây là phòng của Siro. Mình sẽ quyết định là hồn Siro các bạn. Ôi trời ơi. Ok. Đấy, thì xung quanh phòng và cameraman quay xung quanh phòng của cameraman đi cameraman này. Đây cameraman này. Đấy thì bây giờ là hôm nay là chắc chắn là mọi người trong Hero sẽ đi vào quên Sài Gòn nhưng mà vẫn chưa vào đủ anh em ơi. Đấy thì mình khi mà tối thì mình sẽ làm là đi chơi đó. Là đi chơi cùng với mọi người đi rồi.
chị bạn. Đừng cắt đoạn này nha Phong. A few moments later. Câu này đây, đây cái này. Okay. Okay, vô này. Okay. Okay, vô này. Quá dữ quần què. Ok mấy bạn, bây giờ là mình đang đây có chị Sim đây nè. Em là người yêu của chị mà chị. Ồ vậy hả? Đúng rồi chị. Chết chị không nhận ra em hả? Trời, thời gian nó trôi nhanh quá quên đấy. Tôi phải vô mình với mọi người. Ừ. Đây là chị Tâm. Hello đi chị Sang. Hello đi chị. Gì vậy? Sao chị? Hello mấy cưng. Hồi gãy cái cười. Cười đây. Bây giờ mọi người chuẩn bị chơi Uno. Phải không chị Sim? Tuyệt vời lắm chị Sim. Dương vậy? Later that night. Đây rồi, đây là cái lúc mà chị Sim ngủ kế mình. Và các bạn có thấy không? Đấy là chị Sim ngủ, chị Sim gác chân lên giò mình này và ôm mình ngủ này, là chị Sim rất là mệt. Đây mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem. Và nói đó, trời ơi, phận làm mì làm phận làm con trai 12 bánh nước. Thật ra tôi bị đê mấy ông ấy. Nhưng mà không sao, thấy chị Sim ngủ dễ thương hơn các bạn ơi. Đó, cay mà thấy quả này chắc cay đắm tôi luôn quá. Đây rồi, idol dịch file ấy lộn, dịch My Gap. Và Phong thì đang ăn bánh mì đó, nhìn mặt dịch tiếu thực sự đây. Mọi người đang có mặt ở tại đây và chuẩn bị đi qua The New Layout là ở dưới hầm để mua đồ nha các bạn. Đó, tất cả đầy đủ luôn. Mấy ông nhìn mặt tôi vậy thôi chứ từ sáng giờ tôi chưa ăn các bạn ơi. Đó, mọi người bây giờ đang chuẩn bị đợi xe để có thể mà đi qua hầm mua đồ nha các bạn. Anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc nhưng mà em xấu ở trên YouTube. Đấy chỉ là sự tối luôn. Em là người tập skin game, em tin vào lòng người. Em đúng rồi. Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại đem cái này? Anh có vui khi được gặp em không? Không. Quê. Wow, xin lỗi mà anh cưới cặp của mình và đây mọi người thấy không? Qua đường. Trời chưa kịp quay luôn. Cái gì vậy? Lúc này là tụi mình đã tới hầm và rồi đó. Bây giờ là chị Sam đang ngồi chơi cầu trượt ở đây, bên đây các bạn ơi. Đó, các bạn thấy dễ thương cực kỳ chứ, nhìn là phát biết liền, nhìn muốn yêu liền luôn. Nhưng mà mình yêu chị Simmy cơ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho một người có một cái ngoại hình rất là Weebu. Phải gọi là Weebu chúa. Ừ. Ý. Trời ơi, dễ thương quá à, đáng yêu quá à. Cái chân xanh, áo màu xanh, miệng màu xanh, tóc màu xanh. Được chị, chốt đơn chị ơi. Chốt đơn. Ây dô mấy bạn ơi, bây giờ tôi sẽ cho anh em xem một cái quả đây nè. Đây là Phong đang ngồi chờ hỏi chị em đi mua đồ và Phong ngủ luôn tại đây luôn các bạn ơi. Đấy, mình và Hùng đang quay lén Phong, mình nhìn mặt Phong cực kỳ đuối luôn các bạn. Phong rất là mệt luôn. Ây da, rồi Phong tỉnh dậy. Trời ơi, ta nói là cái quả đồ này các bạn thấy không? Tôi vừa mới lựa được quả áo trong xịn sò cực kỳ trông nhìn tôi đáng yêu không mấy ba. Đó, cái quả áo này cực kỳ là hài luôn. Và chị Sam cũng rất là thích cái áo này, muốn mặc cặp với mình. Nhưng mà chỉ còn một cái thôi các bạn ơi. Ây dô anh em ơi, tôi sẽ cho anh em xem siêu ảo. Đấy, đây là chị Sam. Đây, chị Sam đã quyết định là mua cho mình bộ đồ trông nhìn nó có màu cầu vồng của ông quá là xến luôn anh em ơi. Đấy, nhìn cực kỳ xịn luôn. Bộ đồ rồi hơi mất mà. Để thấy chị Sam đẹp không? Đẹp xinh lung linh. Lung linh, tiền mẹ, tiền cha.
Sau khi mà mình đã đi lựa đồ quá trời 1 tiếng rưỡi các bạn đó, và mình đã mua được 1 chiếc áo cho mình và người yêu của mình. Đó, mọi người đang đứng chụp hình với nhau. Đây, Sim và Sam đang đứng chụp hình và nhìn Phong kìa. Phong kêu tội lỗi vậy đấy. Trời ơi, và này sao mình có mấy chị rất là xinh đẹp luôn nhé. Mình ti ti gái. Các bạn thấy chưa? Đứng selfie một hồi thì tụi tôi quyết định đi về, đi ăn các bạn ơi, về Gaming House để ăn đó. Đây là mọi người phía dưới này. Đây, mọi người đã có mỗi người từng người bắt xe các bạn ơi. Đó, và bây giờ CEO đã rủ tôi là đi mua trà đào, cam sữa, ốc quế, sầu riêng. Đây là chị Sam này, mọi người cùng nhau là mua nước ở đây uống các bạn ơi. Ý, cực kỳ ngon luôn đấy. Đây là Mập Đô Gam, và đây là Sammy, Hùng và CEO. Bây giờ là tới phân cảnh mà chia nước tôi uống trân châu tươi đường đen nha các bạn ơi. Ta nói nó ngon cực kỳ luôn, quá xá là ngon luôn. Nhưng mà tôi vẫn thấy trà đào của mọi người mua ngon, uống ngon cực kỳ luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ tụi tôi sẽ quyết định đi về Gaming House để đi ăn các bạn ơi. Đói quá rồi, trời, cả một ngày chưa ăn. Sau khi đi shopping xong thì tụi tôi đã quay về nhà và ăn. Đây có đầy đủ tất cả mọi người ở đây luôn. Đây là một cái bàn ăn hình soạn, và tôi được ngồi kế hai chị em Song Sing và Sam và Sam, cực kỳ xinh luôn. Đấy, đây có đầy đủ rất là nhiều người luôn. Trời, tôi quay cái ly cái cam hơi bị đỉnh đấy ba. Các bạn thấy tôi chưa? Mặc bộ đồ, trời, đeo đổi nón các thứ này. Ui, đấy, trông nhìn như người lỗi tiếng các bạn ơi, người lỗi liếng liền. Sau một thời đợi thì bây giờ là tôi mới gặp được chị Camui. Ấy, chị Camui ở ngoài cực kỳ xinh luôn các bạn thấy không? Đấy, mọi người đang quay chị Camui này. Chị Camui ở ngoài có tầm 1m8 rồi các bạn ơi, cao cực kỳ luôn. Cao hơn mình mà sao ta? Cao mà lùn hơn mình nữa cái đầu, không một cái đầu các bạn ơi. Nhưng mà không sao, chị Camui xinh mà. Chị Camui là xinh trong lòng mình luôn các bạn ơi. Đấy, Camui đây nè, các bạn thấy chưa? Còn đây là anh Vịt và mọi người cùng quay này, có Phong này ngồi đây này. Đấy rồi mọi người, ui, nhìn là biết độ giàu của Hero Team rồi các bạn ơi. Đấy, ghê chưa, ghê chưa. Hello anh giám đốc của Hero Team các bạn thấy không? Đây là anh Ba Chí Bổn này. Bây giờ tôi chuẩn bị ăn thôi các bạn ơi. Thì chắc vlog ngày hôm nay tôi xin kết thúc tại đây. Và nếu các bạn thấy vlog này hay, nhấp like, share, subscribe. Và nếu có chung nhỏ để nhìn để bảo tới kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Mình chuẩn bị ngồi ăn thôi. Thật ra tôi ăn xong rồi các bạn ơi. Chờ tôi ngồi tôi kết thúc clip vui vui vậy thôi. Đây nhìn mặt tôi xấu không? Tại vì tôi đâu có son vậy. Tôi bị đê các bạn, nguyễn xứ hả? お前はもう死んでいる。